mình đã quay trở lại với cái video tiếp theo rồi các bạn. Thì nói chung là đôi khi các bạn mình cảm thấy một điều rất là bất cập ở đây ha, tức là khi mà mình cố gắng giúp người ta nhưng mà người ta cảm thấy như là bây giờ là một cái gì, một thái độ rất là tệ các bạn, rất là tệ. Vì vậy mà nói chung là giúp ai được thì giúp ha. Rồi xong rồi xong rồi á, nếu mà người ta có thái độ tốt ở đây không phải là như là cảm ơn hay này kia, nhưng tốt ở đây nghĩa là không phải chửi lại mình ha, sau khi mình giúp đỡ họ, hay là trong quá trình mà mình nhận giúp đỡ họ mà họ chửi mình như vậy thì cảm thấy rất là không ok ha. Đó thì mà cái tính của mình rất là thẳng các bạn, nó rất là thẳng, đúng là đúng, sai là sai, chứ đừng có mà như là ép người á, là ép người quá đáng á, là mình sẽ rất là bực bội ha. Đó thì mình sẽ nói tiếp ví dụ là cái anh đó mà như là đe dọa để đánh mình đó, thì anh đó nói là anh đó ra ngoài cổng xong rồi nói là cái gì mất dạy gì tùm lum tà la, xong rồi mày ra đường á, tao quýnh mày đó. Rồi ok, ra ngoài cửa, qua rào cổng, ngay rào cổng đứng luôn, anh đó ra ngoài cổng đứng, mình trong đây vừa đẩy xe ra, mình nghe hết, không nói hết, chạy ra. Ủa sau đó ra đường quýnh gì đâu, đừng có thấy quýnh gì đâu. Đó, ý là nói chung lúc đó mình có một cảm giác sợ rồi, tại vì tự nhiên là con gái mà phụ nữ mà đúng không, khi mình ra đường một mình thì nói chung là tất nhiên là rất là sợ rồi, khi mà một người tự nhiên là cái ông đó cũng bự con hơn mình, tất nhiên là ý là mình sẽ đánh không lại hay là cái gì đó, ví dụ là vậy đó. Thì nói chung là mình có một chút sợ thật sự là có sợ bút ấm ức trong người hả. Xong rồi cái tức quá đi về, xong rồi điện cho cái chú bảo vệ ở đứng ngoài cổng đó, là cái chú đó nghe hết rồi mới nói là ủa chú, hồi nãy cái anh đó đòi quýnh con nãy chú, cái ông ấy nãy ông nghe vậy luôn. Xong rồi cái ông ấy thôi đi con ơi, kệ nó đi, giờ gần tết tới rồi, nó y là nó vậy rồi kệ bỏ nó ra qua đi. Cái mình nói vấn đề vậy đó mà đòi quýnh người ta đó. Sau đó rồi bắt đầu hôm nay các bạn, hôm nay mình đi tới công ty mới, thì cái anh nó cũng qua công ty mới, sau ngoài công ty y dạng là qua để làm, nó bắt đầu chuyển công ty dần rồi các bạn. Sau ngoài qua kiếm mình để lấy dấu vân tay các bạn, do đó y là chấm công á, thường thì chấm công sẽ có dấu vân tay á, thì mỗi người sẽ lấy dấu vân tay. Sau ngoài bắt đầu cái mình mới nói với, tại vì mình ngồi ở ngoài phòng bảo vệ các bạn, tại vì cái văn phòng á chưa xây xong á, cho nên là mỗi ngày mình phải ngồi ở phòng bảo vệ, rồi có cái máy tính ở đó thì như là tải vân tay thì chấm tô vân tay rồi trước vậy đó. Đó xong rồi cái sáng nó vô cái đầu hai ba người ở dưới tưởng lên để lấy dấu vân tay, trong đó có anh đó nữa đó. Cái đầu đi từ xa là mình thấy rồi ha, cái đầu lên mà ý là trùng hợp nữa, cái lúc đó là ông sếp ông cũng tới cái chỗ đó luôn, ông đứng ngay chỗ cái phòng bảo vệ luôn. Thì cái bắt đầu cái mấy người đó cũng lên luôn, ông sếp tự nhiên ông lên, ý là ông lên ông chỉ ngó ông đi vòng vậy thôi, ý là ông đi vòng coi thôi chứ không phải ông lên để làm gì. Sau ngoài á mình ý là cái gì tức là mình phải nói ra liền chứ mình không có để ở trong lòng được ha. Rồi vừa lên gặp anh đó hỏi ủa anh ngày qua anh đòi quýnh em hả, ông nói chối liền luôn các bạn, chối liền. Ủa đâu có đâu, thì ngày qua nóng quá chữ vậy chứ quýnh gì quýnh, nói vậy các bạn. Xong rồi cái mình nói ủa ngày qua anh nói em như vậy rõ ràng, chú bảo vậy nghe rõ ràng mà bây giờ anh nói anh không có là sao. Xong rồi mình mới kêu sếp mình là cái anh này ngày hôm qua là nói là muốn quýnh em đó. Xong rồi có
cái anh phiên dịch đầu ở đó ở dưới xưởng luôn à, anh phiên dịch cũng lên lấy dấu vân tay luôn, xong rồi cũng nói qua nói lại, xong rồi ổng lại đứng cãi nhau với mình nữa. Ổng nói em á mà là con trai là anh quýnh em rồi, không lẽ bây giờ nói em mà là con trai không lẽ em để cho anh quýnh em, không lẽ mình nói như vậy. Họ rất là tức các bạn, rất là tức luôn, trong khi đó ổng nhờ mình, ổng nhờ mình chứ không phải nó là trách nhiệm của mình, mà ổng như là dạng là chửi bới các bạn. Cái anh đó theo mình nghĩ á là như là muốn mình làm giùm, nhưng mà cái thái độ y như là thái độ là y như là không có biết lịch sự các bạn, y không biết lịch sự, y là muốn người ta làm giùm nhưng mà dạng là ép người ta phải làm cái kiểu như vậy đó. Ông nói là nhân sự là phải giúp người ta, ông nói như vậy các bạn, phải giúp người ta đó. Khi mình nghe cái câu đó là mình đã thấy ghét rồi ha, đã thấy ghét rồi đó, cho nên là thôi không có nói gì nữa. Sao mà sếp mình nói là cái đó là đi tự đi, đi là dạng là cái đó là cái việc cá nhân của anh đó à, liên quan tới công ty cũ của anh đó, thì anh đó phải tự đi qua đó để mà nói, để mà giải quyết vấn đề đó. Sau mời cái mình hỏi tên để mình lấy mã số với lại tên để mình lấy dấu vân tay cho anh đó, là một người, ba người lên lấy dấu vân tay, một người đi xuống lấy trước, là đi xuống xong tới ông đứng vậy là ông tức, ông như vậy đang cãi nhau mà mất tập trung quá, bắt đầu tự nhiên cãi xong cái lại bấm ý là người ta chưa lấy dấu vân tay thì đâu có bấm được đâu các bạn, tự nhiên bấm cái mình hỏi là tên gì để mình tra, xong mình vừa đứng qua giữa tường để tra gì nè, để tờ giấy giữa tường tra nè, cái ông đứng họ đi xuống tường mất tiêu, quay lại thấy ông đi xuống dưới kia, cái bắt đầu vậy thôi xong rồi cái mới lấy cho anh tiếp theo, bắt đầu chiều điện thoại qua hỏi ủa sao lấy vân tay lấy không được, sao bấm không được, cái nói ủa chứ hồi nãy có lấy chưa mà đòi bấm, trời ơi rất là đổi đi. Không phải là mình nói nữa, y là cái nhân sự bạn của mình đó, y là hai đứa làm chung á, một nhân sự kia nó nghe điện thoại nó nói mới hỏi mình, mình nói là ủa hồi sáng tự nhiên đang đứng tra tên để lấy cái đầu, tự nhiên muốn cái bỏ đi xuống xưởng luôn, là chưa lấy được làm sao mà bấm được đó. Đó rất là nổi điên các bạn, rất là nổi điên thiệt, mình chưa thấy trường hợp nào như thế này luôn á, rất là nổi điên, nhờ người ta mà còn đe dọa đánh người ta nữa. Thấy rất là nổi điên. Rồi thì nói chung á là khi cái ngày đầu tiên thì mình cũng rất là bực bội các bạn, rất là bực bội, rất như là rất là bực, rất là tức, cũng đồng thời cũng là có một cái gì đó cũng là hơi sợ các bạn, lại như là đe dọa quýnh mình hay này kia đó đó. Nhưng mà các bạn, khi mà y như là người ta thường nói là tức nước thì vỡ bờ các bạn, tức nước thì vỡ bờ ha, cho nên khi làm một cái việc gì đó y như là có một cái giới hạn của nó thôi ha, chứ đừng có dạng là ỷ mạnh để mà hiếp yếu ha các bạn đó. Thì nói chung á, mình không phải là tài giỏi hay là cái gì hết, nhưng mà ý là khi nhờ là mình sẽ làm các bạn, nhưng mà ý là đừng có dạng như cái anh đó là giờ mà cứ mỗi ngày lên cái kiểu như là mình đang mắc nợ cái anh đó vậy đó, y như là mình là cái công ty cũ mà không trả sổ cho anh đó vậy đó, thì là giờ anh đó đi đòi mình như vậy các bạn hả, thấy là rất là ngược ngạo đúng không hả. Và thì nói chung á, cái ngày đầu tiên thì mình cũng xảy ra vấn đề đó thì cảm thấy là rất là bực bội, rất là khó chịu, nhưng mà ok bây giờ là cảm thấy là I don't care so. Thì tại vì bây giờ là cuối dạng là cuối năm cũng như là cuối tháng các bạn, thì thường hay chốt cái bảo hiểm xã hội nhanh để mà kế toán người ta chuyển lương ơi chuyển tiền để thanh toán cho bảo hiểm xã hội á, thì cho nên rất là bận. Thì hôm nay ngày hôm qua với lại hôm nay rất là bận, thì nói chung là phải tranh thủ để là
làm xong rồi cũng cảm thấy một chút thoải mái rồi các bạn. Giờ buồn quá không biết đi đâu đây nè, đói bụng chưa có ăn cơm luôn nè. Giờ thì muốn đi xuống ngã 6 để mua bánh tráng bịch đó các bạn. Các bạn có ăn bánh tráng bịch đâu? Thì ngay cái ngã 6 đối diện cái Highland á, người ta bán sữa đậu nành, sữa đậu xanh rồi đó, thì rất là ngon. Rồi người ta có bán cái món bịch đó, bánh tráng muối á, nhưng mà bánh tráng này người ta không có cắt nhỏ ra, người ta mà làm một cái gì ta, khuyên một cái bánh tráng nhỏ luôn, chứ người ta không có cắt nhỏ sợi nha. Xong rồi muối thì rất là ngon các bạn, muối không biết làm sao rất là ngon. Muối thì có tôm trong đó nè, muối tôm á, xong rồi nặng một miếng chanh nè, trời ơi, giờ nghe tới cái mùi đó là rất là thèm. Xong rồi cái xoài chua các bạn, xoài chua ta mời người ta sắc sợi ra, rồi rau răm đó ta bỏ vô cái hộp giống như hộp xôi, hộp cơm á các bạn đó, nó hộp vậy 15.000, trời ơi ăn rất là ngon. À với lại gần như có hai cái trứng cút luộc nữa. Với lại ngày đó bán nha người ta sữa cũng rất là ngon, chắc là sữa nguyên chất các bạn, khi mà các bạn uống sữa nguyên chất chứ cái sữa này người ta pha chế bậy bạ vô á thì mình uống là mình sẽ nghe liền đúng không đó. Thì cái này mình nghĩ là sữa nguyên chất cho nên nó rất là ngon, rất là thơm, rất là béo đó. Thì bây giờ tự nhiên nghe thèm cái đó. Ngày hôm qua thì thèm hộp vịt lộn, xong rồi mua về ăn, rồi mua 4 trứng, xong ăn có 2 trứng rồi để nhà thì ai ăn thì ăn đó. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Và các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Lulu Live Vlog, bởi vì mình sẽ thường xuyên để mà tải lên những cái video hàng ngày của mình để chia sẻ tới các bạn. Thì hy vọng là có một vài điều như là qua cái chia sẻ của mình thì các bạn có thể là rút kinh nghiệm đó ha. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha. Good night, see you later.